Mến chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy tên là Phan Nhật Tân, đại diện cho nhóm toán chính của trường, lên trình bày với các em hai tiết học của môn toán, môn đại số, tiết 43 và tiết 44. Xin mời các em theo dõi. Đầu tiên đó là tiết 43. Đó là tiết luyện tập giải bài toán đố bằng cách lập hệ phương trình. Thì thầy xin được nhắc lại các bước giải của bài toán đố, giải bài toán đố bằng cách lập hệ phương trình như sau. Thì các bước giải nó gồm có 3 bước. Bước thứ nhất đó là lập hệ phương trình. Trong cái bước thứ nhất này chúng ta có 3 ý. Ý thứ nhất, đặt ẩn, đơn vị và điều kiện của ẩn. Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết, dựa vào số liệu và các mối quan hệ liên hệ để lập phương trình và hệ phương trình. Bước thứ hai là chúng ta sẽ giải hệ phương trình bằng cái phép toán cộng hoặc là phép toán thế mà chúng ta đã học, hoặc chúng ta có thể sử dụng cái kỹ năng máy tính để mà chúng ta giải cho nhanh lẹ cái hệ phương trình trong bài toán đố này. Bước thứ ba là bước trả lời. Để trả lời thì chúng ta so sánh cái giá trị tìm được của ẩn với điều kiện và chúng ta kết luận. Bây giờ để hiểu rõ hơn, để nắm chắc hơn về cái bài ngày hôm nay, thầy mời các em qua cái bài tập. Bài tập 34 sách giáo khoa trang 24. Nhà Lan có một mảnh vườn trồng rau cải bắp. Vườn đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một số cây cải bắp. Lan tính rằng nếu tăng thêm 8 luống nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây thì số cây toàn vườn sẽ ít đi 54 cây. Nếu giảm đi 4 luống nhưng mỗi luống lại trồng tăng thêm 2 cây thì số cây rau trong toàn vườn tăng lên 32 cây. Hỏi vườn nhà Lan trồng bao nhiêu cây? Để làm được bài toán này, đầu tiên chúng ta sẽ xác định các thành phần, đó là các đại lượng và các số liệu. Đại lượng là gì? Đại lượng là những gì mà chúng ta cân, đong, đo, đếm được. Đó chính là số cây trồng mỗi luống và số luống cây. Số liệu là gì? Số liệu trên đây thì chúng ta nhìn thấy đó là những con số 8, 3, 54, vân vân. Thì đầu tiên là ta tăng thêm 8 luống nhưng mỗi luống trồng được, mỗi luống trồng ít đi 3 cây thì số cây trong vườn ít đi 54, thì thầy biểu diễn là tăng lên 8 luống. Mỗi luống trồng ít đi 3 cây thì số cây trong toàn vườn giảm đi 54 cây. Và tương tự chúng ta có những số liệu trừ 4 cộng 2 và cộng 32. Thì có thể là các em không cần phải đặt dấu cộng, dấu trừ ở đằng trước những số liệu này. Không vậy, các em chỉ cần ghi nhớ là 8, 3, 54, 4, 2, 32 mà thôi. Rồi, bây giờ chúng ta bước qua bước kế tiếp. Đề bài hỏi gì? Đề bài hỏi chúng ta là hỏi vườn nhà Lan trồng được bao nhiêu cây cải bắp. Chúng ta biết rằng là cái cây cải bắp mà trồng trong vườn nhà Lan chính là bằng số cây trồng mỗi luống ban đầu nhân cho số luống cây trồng ban đầu. Vậy chúng ta tiến hành đặt ẩn thôi. Như vậy chúng ta sẽ đặt số cây trồng mỗi luống ban đầu là x và số luống cây trồng ban đầu là y. Sau khi chúng ta đặt ẩn thì chúng ta sẽ dựa vào các số liệu để biểu diễn các đại lượng khác qua ẩn và các mối liên hệ khác. Thì ở đây chúng ta đặt x là số cây trồng mỗi luống, y là số luống cây. Như vậy chúng ta sẽ có số cây trồng trong vườn lúc đầu là x nhân y. Thay đổi lần thứ nhất là chúng ta sẽ tăng lên mỗi luống là 8 cây. Số cây trồng mỗi luống tăng lên 8 cây thì chúng ta sẽ có là x cộng 8. Nhưng mà số luống cây là giảm đi 3 thì ta lấy y trừ cho 3. Như vậy nhân hai cái này lại thì chúng ta sẽ có số cây rau cải bắp trong vườn. Như vậy so với lại số cây trồng ban đầu
nó giảm đi 54, cho nên chúng ta có x cộng 8 nhân cho y trừ 3 bằng xy trừ 54. Đó là phương trình đầu tiên. Sau đó, số cây trồng bước qua thay đổi lần thứ hai, đó là số cây trồng cho mỗi luống giảm đi 4 cây, nhưng mà lúc này số luống cây lại tăng thêm 2. Thì số cây trồng trong vườn ở lần thay đổi thứ hai là x trừ 4 nhân y cộng 2, và so với số cây trồng ban đầu thì nó tăng lên 32 cây. Chúng ta có được cái phương trình thứ hai này. Tập hợp hai phương trình 1 và 2, chúng ta đã có được hệ phương trình. Rồi, chúng ta tiếp tục. Có bài giải hoàn chỉnh như sau. Gọi x, gọi số cây trồng ở mỗi luống và số luống cây trồng lúc đầu lần lượt là x cây và y luống, điều kiện là xy thuộc n. Số cây trồng sau khi thay đổi lần thứ nhất, số cây rau trồng trong vườn sau khi thay đổi lần thứ nhất là x cộng 8 nhân y cộng 3 cây, y trừ 3 cây. Số cây trồng sau khi thay đổi lần thứ hai là x trừ 4 nhân cho y cộng 2 cây. Theo đề bài, ta có hệ phương trình. Giải hệ phương trình này ra, chúng ta được cái dạng chuẩn, còn gọi là dạng chính tắc. Ngày xưa nó gọi là dạng chính tắc, còn ngày nay thì mình gọi là dạng chuẩn được rồi. Đó là dạng AX cộng BY bằng C và A'X cộng B'Y bằng C'. Thì cái này các thầy cô của các em trong từng lớp đã giảng rất kỹ. Thì các em đưa ra đến đây thì các em có quyền sử dụng máy tính, bấm mod 5-1, các em nhập cái hệ số ABC và A'B'C' vào, thì các em giải ra được cái giá trị của ẩn x là 46 và y bằng 13. Sau đó em so với điều kiện ban đầu là xy này phải thuộc n sao, là số tự nhiên khác không, vậy chúng ta nhận. Sau đó chúng ta kết luận, vậy vườn nhà Lan trồng được à, như vậy chúng ta lấy x nhân với y thì chúng ta ra được 598 cây rau cải bắp. Đó chính là kết luận của bài toán đố này. Như vậy chúng ta đã bước qua được bài toán đố thứ nhất. Bây giờ tiếp tục qua bài toán thứ hai. Mời các em xem. Bài tập số 37, sách giáo khoa trang 24. Hai vật chuyển động đều trên một đường tròn có đường kính là 20cm. Xuất phát cùng một lúc từ cùng một điểm. Nếu điểm chuyển động cùng chiều thì 20 giây gặp nhau, và chuyển động ngược chiều thì 4 giây sau gặp nhau. Tính vận tốc mỗi vật. Bây giờ muốn tính vận tốc mỗi vật thì chúng ta phải đặt ẩn nó thôi. À, như vậy chúng ta gọi vận tốc của hai vật lần lượt là xy cm trên giây, đơn vị xy lớn hơn 0. Bây giờ chúng ta quan sát cái sự biến đổi đầu tiên, đó là nếu mà hai vật này đi cùng chiều, 20 giây sau sẽ gặp nhau. Bây giờ thầy vẽ ở đây có ba cái đường tròn. À, thì thật sự ra là chuyển động trên một đường tròn, nhưng mà nếu thầy chỉ trình bày trên một đường tròn thì chúng ta sẽ rất khó hình dung, cho nên thầy mượn tạm mỗi hình có ba cái đường tròn. Thì đây là lúc đầu tiên, các em nhìn kỹ trong cái hình đường tròn đầu tiên, hình A, thì có vật 1 thầy dùng dấu chấm màu tím, và vật 2 là thầy dùng dấu chấm màu xanh. Nó đứng cùng một vị trí. À, chúng ta tưởng tượng như là ba cái vòng tròn này chỉ là một mà thôi. Thì bây giờ đi cùng chiều là thầy chọn cái chiều ngược chiều kim đồng hồ. À, như vậy chúng ta quan sát cái hình B, chúng ta thấy khi mà bắt đầu chuyển động, cái vật thứ hai, thầy giả sử vật thứ hai có cái vận tốc lớn hơn cái vật một. Vật thứ hai đi được một vòng thì vật thứ nhất đã đi được một khoảng đường màu tím đây. Thì đến lúc này vật thứ nhất đến đây, vật thứ hai đến đây thì chưa đuổi kịp nhau. Và để đuổi kịp nhau thì cái vật thứ hai lại tiếp tục đi, và đương nhiên vật thứ nhất cũng phải đi. À, như vậy lại đi tiếp tục một quãng đường nữa. Chúng ta bước qua hình C. Và khi mà vật thứ hai sau khi đã đi được một vòng lại tiếp tục đi để đuổi kịp vật thứ nhất thì đến đây. À, thì hai vật đã coi như bằng nhau. Đó có nghĩa là đuổi kịp nhau.
thì chúng ta quan sát rằng lúc này quãng đường vật thứ nhất là đi một vòng tròn màu tím, một phần cung màu tím. Vật thứ hai đã đi cũng một phần cung màu tím như vậy và thêm một cái vòng tròn bên trong nữa. Như vậy vật thứ hai đã đi nhiều hơn vật thứ nhất một đường tròn. Một đường tròn thì có nó chính xác đó là đi nhiều hơn chu vi của một đường tròn có đường kính là 20. Như vậy chúng ta có ta nhớ về cái cách một, đó là hai vật đi cùng chiều mà đuổi kịp nhau thì ta lấy hiệu vận tốc, ta nhân cho thời gian thì sẽ ra được cái quãng đường ngăn cách của hai vật, đó chính là một đường tròn. Vậy chúng ta có được y trừ x, đây là hiệu hai vận tốc, nhân cho thời gian thì bằng quãng đường một đường tròn, đó là chu vi một đường tròn. Bây giờ ta coi tiếp tục coi cái biến đổi thứ hai như thế nào đây. Ngược chiều thì gặp nhau sau 4 giây. Thì ta quan sát cái hình đầu tiên này thì thầy ở đây thầy biểu diễn bởi hai dấu chấm. Thì các em nếu nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy cái vật thứ hai là dấu chấm tròn màu xanh và vật thứ nhất là dấu chấm tròn màu đỏ, màu tím. Thì ở đây nó cùng xuất phát từ một điểm. Bây giờ nó chuyển động ngược chiều, thầy cho cái vật màu tím sẽ chuyển động thuận chiều kim đồng hồ. Và lúc đó vật màu xanh là màu chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, ta bước qua vật thứ hai. Như vậy từ đây mà chuyển động, vật màu tím đi quãng đường này, vật màu xanh đi quãng đường này. Thì sau khi mà hai vật gặp nhau tại đây thì như vậy chúng ta thấy rằng hai vật này đã đi hết chu vi của một đường tròn. Như vậy bài toán này có dạng là đi ngược chiều gặp nhau ở trong cấp 1 hoặc đầu năm lớp 6 ở những bài toán đố, thì các thầy cô cũng đã nói rằng là nếu đi ngược chiều gặp nhau là ta lấy tổng vận tốc nhân với lại thời gian thì sẽ ra cái khoảng cách. Khoảng cách ở đây chính là một đường tròn, chu vi của một đường tròn. Vậy chúng ta có tổng vận tốc là x cộng y nhân 4 bằng 20 pi. Pi chính là chu vi của đường tròn này. Như vậy tổng hợp 1 và 2 thì chúng ta có được cái hệ phương trình y trừ x nhân 20 bằng 20 pi và y cộng x nhân cho 4 bằng 20 pi. Thì chúng ta sử dụng phép biến đổi đại số, ta ra y trừ x sẽ bằng pi và y cộng x bằng 5 pi. Và chúng ta giải bằng phép cộng hay phép thế, hoặc là chúng ta sử dụng máy tính để chúng ta đón nhận được giá trị của x và y. Đó là x, y sẽ lần lượt sẽ là 3,14 và 9,42. So với điều kiện ban đầu là lớn hơn không, và chúng ta nhận. Sau đó chúng ta kết luận về vận tốc của hai vật chuyển động lần lượt là 9,42 cm trên giây và 3,14 cm trên giây. Đó chính là bài giải của phần bài giải tóm tắt của bài 37. Thì các em có thể dựa vào đây rồi ghi một cái bài giải đầy đủ hơn, đó là đặt ẩn rồi đưa ra hệ phương trình, đặt ẩn rồi đưa ra hệ phương trình, rồi sau đó giải ra được giá trị và kết luận. Rồi chúng ta lại tiếp tục bước qua tiết 44, mời các em cùng theo dõi. Thì tiết 44 này thì chúng ta ôn tập chương 3. Thì trong chương 3 có rất nhiều dạng, thì thầy xin giới thiệu các dạng, nhắc lại cho các em các dạng như sau. Dạng thứ nhất đó là dạng viết công thức nghiệm tổng quát và minh họa hình học các phương trình bậc nhất hai ẩn AX cộng BI bằng C. Thầy sẽ cho các em ví dụ, đó là viết công thức nghiệm tổng quát và minh họa hình học phương trình trừ 2X cộng Y bằng 3. Để tiến hành giải thì chúng ta sử dụng các phép biến đổi đại số, ta tính Y theo X. Thì chúng ta đã tính được y bằng 2x cộng 3, có dạng đường thẳng y bằng 2x cộng b trong chương 2 mà chúng ta đã học. Thì lúc này công thức nghiệm tổng quát của nó để là x thuộc r và y bằng 2x cộng 3, có nghĩa là y luôn luôn tính được bởi công thức 2x cộng 3. Minh họa hình học có nghĩa là chúng ta vẽ cái đường thẳng này ra, không vậy, trên mặt phẳng tọa độ OXY mà chương 2 chúng ta đã vẽ rất nhiều lần. Thì ở đây
khi mà chúng ta minh họa hình học thì chúng ta không cần phải viết lại cái bảng giá trị, chúng ta có thể viết nó ngoài giấy nháp và chúng ta vẽ nó ra thôi. Như vậy đó là chúng ta đã xong phần thứ nhất. Qua giải thứ hai, đó là chúng ta giải hệ phương trình bằng phương pháp thế và cộng. Ở đây chúng ta có 3 bài. Thì bài thứ nhất các em có thể giải bằng phương pháp thế. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ở đây chúng ta theo thầy thấy ở đây cái hệ số của ẩn y là 1, thì chúng ta có thể tính ẩn y theo x rồi thế vào phương trình thứ hai. Còn ở bài thứ hai thì chúng ta cũng có thể thế được, hoặc chúng ta cũng có thể giải bằng phương pháp cộng được, đúng không nhỉ? Thì các em thử tìm xem phương pháp nào tối ưu với các em. Thầy sẽ giới thiệu với các em, thầy sẽ xin giải bài số câu C này cho các em cùng xem bằng phương pháp cộng. Thì thầy quan sát trong cái hệ phương trình ở câu C có hai cái hệ số của cùng một sợ ẩn số y có giá trị khác nhau, nhưng mà các số, các dấu của nó đổi nhau. Và lúc này thầy sẽ đi tìm bội chung nhỏ nhất của 2 và 3, đó là 6. Thì thầy sẽ nhân phương trình thứ nhất cho 3 và thầy sẽ nhân phương trình thứ hai cho 2. Và thầy ra được là 15x cộng 6y bằng 12. Còn phương trình thứ hai thầy nhân cho 2 thì ra 12x trừ 6y bằng 14. Cộng hai phương trình lại này lại vế theo vế thì thầy sẽ ra được 27x bằng trừ 2. Và thầy sẽ chọn một phương trình đơn giản nhất trong các hệ trong quá trình biến đổi trên, thì thầy sẽ chọn cái phương trình này đây là phương trình đơn giản nhất, kết hợp với lại 27x bằng trừ 2 để ra được cái hệ phương trình tương đương. Sau đó thầy tính được x bằng trừ 27 trừ 2 phần 27 và thế vào đây thì thầy sẽ tính ra được nghiệm y bằng 59 phần 27. Thì ở đây các em có thể thế vào x bằng trừ 2 phần 27 rồi các em giải từ từ, hoặc là khi mà các em tính được ẩn x bằng trừ 2 phần 27 này rồi thì các em có thể sử dụng máy tính để mà các em bấm sử dụng máy tính để tìm nghiệm ngay từ ban đầu. Sau khi ra được nghiệm x bằng trừ 2 phần 27 rồi thì các em có thể điền ngay kết quả của ẩn số y vào đây liền. Và các em nên nhớ đây là nghiệm của hệ phương trình, nhớ kết luận. Như vậy chúng ta đã xong dạng thứ hai, giải hệ phương trình bằng phương pháp thế và cộng. Mời các em bước qua dạng thứ ba, đó là không giải hệ phương trình, xác định số nghiệm số và số nghiệm số của hệ phương trình. Thì thầy nhắc lại cái công thức của phương pháp này, đó là chúng ta có cái hệ phương trình đầu tiên là ax cộng bi bằng c và a'x cộng b'y bằng c'. Thì đây gọi là dạng chuẩn của nó. Thầy nhắc lại một tí xíu về cái phần giải bài toán đố bằng cách lập hệ phương trình. Thì khi mà các em đã đưa ra được hệ phương trình rồi thì các em phải muốn rút ngắn cách giải thì các em phải trả cái hệ phương trình đó về dạng chuẩn này. Dạng này, dạng ax cộng bi bằng c và dạng a'x cộng b'y bằng c'. Sau đó các em sử dụng máy tính, các em bấm mod 5, 1, các em nhập vào các hệ số abc và a', b', c'. Sau đó máy tính sẽ cho chúng ta một kết quả. Thì các em có thể sử dụng kết quả đó cho phần giải của mình. Trở lại bài này, thì đối với hệ phương trình ax cộng b bằng c và a'x cộng b'y bằng c', hệ phương trình có vô số nghiệm khi a trên a phẩy bằng b trên b phẩy bằng c trên c phẩy. Hệ phương trình vô nghiệm khi a trên a phẩy bằng b trên b phẩy và khác c trên c phẩy. Và hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi a trên a phẩy khác b trên b phẩy. Để hiểu rõ hơn, để nhớ lại thì thầy mời các em vào ví dụ sau. Xác định m để hệ phương trình có một nghiệm duy nhất vô nghiệm hay vô số nghiệm. Hệ phương trình của chúng ta cụ thể là trừ 2mx cộng y bằng 5. Có hệ số a là trừ 2m, hệ số b là 1, hệ số c là 5. Phương trình thứ hai là x cộng 3y bằng 1. Hệ số a phẩy là 1, hệ số b phẩy là 3 và hệ số c phẩy là 1. Bây giờ để hệ phương trình
có một nghiệm duy nhất thì chúng ta cần phải có a trên a phẩy khác b trên b phẩy. Lúc này ta thấy a bằng trừ 2m và a phẩy là 1, còn b là 1 và b phẩy là 3. Chúng ta sử dụng tích chéo, 3 ta nhân với trừ 2m ra trừ 6m, 1 x 1 ra 1. Như vậy trừ 6m khác 1, ta giải quyết nó giống như dấu bằng gì vậy thôi. Vậy m sẽ khác trừ 1 phần 6. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi m khác trừ 1 phần 6. Còn hệ phương trình vô nghiệm khi nào? Dựa vào công thức thì hệ phương trình vô nghiệm khi a trên a phẩy bằng b trên b phẩy và khác c trên c phẩy. Chúng ta dựa vào đó chúng ta đưa ra được là trừ 2m trên 1 bằng 1 phần 3 và khác 5 phần 1. Thì từ đây chúng ta có thể tách ra thành hai hướng để chúng ta giải quyết. Đó là trừ 2m trên 1 sẽ bằng 1 phần 3. Thì chúng ta sẽ ra được là tích chéo ra được là trừ 6m bằng 1. Chỗ này đây. Và trừ 2m trên 1 khác 5 phần 1. Như vậy chúng ta ra được là trừ 2m khác 5. Giải ra m bằng trừ 1 phần 6 và điều kiện là phải khác trừ 5 phần 2. Thì chúng ta thấy giá trị m này trừ 1 phần 6 này thỏa mãn cái điều kiện phải cho ta kết luận. Bước qua trường hợp thứ 3. Hệ phương trình có vô số nghiệm khi a trên a phẩy bằng b trên b phẩy bằng c trên c phẩy. Thì tương ứng chúng ta có được cái chuỗi các tỷ số bằng nhau như thế này. Và chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rõ ràng, quan sát nhanh thì thấy 1 phần 3 thì không thể nào bằng 5 phần 1 được hết. Cho dù m có bằng bao nhiêu đi chăng nữa thì 1 phần 3 không thể nào bằng 5 phần 1. Và chúng ta kết luận ngay rằng m thuộc rỗng. Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm khi và chỉ khi m thuộc rỗng. Đó chính là phần làm bài, bài làm của cái dạng toán thứ 3 này. Thì về nhà các em có thể, ở nhà các em có thể tham khảo làm theo thêm các bài tập 40, 43, 44, 45, 46 sách giáo khoa trang 27. Thì đến đây là chúng ta đã xong được hai tiết 43 và 44 của tuần thứ tư học kỳ 2. Thầy mong rằng các em sẽ theo dõi bài và có thể dành một thời gian rảnh để mà chúng ta ôn luyện lại các một số bài tập như trên. Còn nếu em nào đã làm rồi hoặc đã hiểu rồi thì các em có thể sưu tầm thêm một số bài để mà chúng ta giải trong những thời trong những cái thời gian rảnh rỗi này. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại và mong rằng các em hiểu được một số kiến thức mà thầy đã nói ở trong clip video này. Lần nữa chào các em và cảm ơn các em.